Bạn đã từng nghe qua quy tắc 10.000 giờ của Malcolm Gladwell chưa? Để trở thành chuyên gia ở bất cứ lĩnh vực nào, bạn cần bỏ ra 10.000 giờ để luyện tập trong lĩnh vực đó. Ít hơn 10.000 giờ thì bạn sẽ khó có thể trở thành chuyên gia hay bậc thầy thế giới ở một lĩnh vực nhất định. Nhưng chỉ cần 10.000 giờ, bạn sẽ trở thành chuyên gia ở bất cứ việc gì. Vậy nhưng đâu phải cứ bỏ ra 10.000 giờ làm đi làm lại một việc gì đó thì chúng ta sẽ thành công. Mấu chốt của quy tắc 10.000 giờ là luyện tập có chủ đích, hay chính là deliberate practice. Đây chính là lý do bạn nhất định phải đọc cuốn sách. Xin chào, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Quỳnh Anh. Trong video này mình sẽ review cuốn sách Pick How to Master Almost Anything của tác giả Anders Ericsson. Và mình sẽ giải thích tại sao các bạn phải đọc cuốn sách này càng sớm càng tốt. Mình biết đến cuốn sách này vào đầu năm 2020. Mình tình cờ thấy một bài đăng trên Facebook chia sẻ đây là cuốn sách mà Jacqueline, cô Thái Vân Linh đang đọc thời gian gần đây. Sau khi đọc một số giới thiệu và tóm tắt trên mạng về cuốn sách, mình đã quyết định đọc thử nó. Và vì quyển sách này rất cuốn nên là mình đã hoàn thành nó rất nhanh trong vòng 2-3 tuần. Nhưng những điều mình học được từ quyển sách này chắc chắn sẽ gắn bó với mình mãi mãi về sau. Đây là một cuốn sách mình rất tâm đắc và mình có thể sẽ không bao giờ ngừng giới thiệu và khuyến khích tất cả những người xung quanh mình đọc quyển sách này. Một số cảm nhận của mình về quyển sách Pick How to Master Almost Anything đó là: thứ nhất, cuốn sách bàn về chủ đề phát triển năng lực của bản thân, trả lời câu hỏi một cách rất trực tiếp nhưng không hề sáo rỗng, làm sao để trở nên xuất chúng, thành thạo ở bất cứ lĩnh vực gì mà chúng ta chọn. Mình sẽ nói thêm về nội dung cuốn sách ở phần tiếp theo của video. Thể loại của cuốn sách này là non-fiction, phi hư cấu, tức là dựa trên những câu chuyện có thật chứ không phải những câu chuyện giả tưởng viễn tưởng. Mỗi chương, mỗi phần lớn trong cuốn sách tổng hợp những dẫn chứng, những câu chuyện cụ thể, cả những nghiên cứu khoa học cùng hướng tới một luận điểm lớn hoặc là một điểm kết luận chung. Việc kết hợp giữa những dẫn chứng nhân vật từ đời thực lẫn những nghiên cứu khoa học, những thí nghiệm giúp cho những lý lẽ và luận điểm cuốn sách bàn luận rất thuyết phục và không hề sáo rỗng. Và tất nhiên khi đọc những câu chuyện dẫn chứng đời thật gần gũi thì chúng ta sẽ không cảm thấy bị buồn ngủ hoặc là khô khan, mà thêm vào đó giọng văn của các tác giả viết vừa trí thức vừa có những sự hài hước tinh tế đúng nơi đúng chỗ. Cuốn sách này mình sẽ gọi tên đó là dạng sách self-help khoa học. Ta dùng những dẫn chứng và những câu chuyện mang tính chất khoa học đã được chứng minh, đã được nghiên cứu với hình thức kết hợp giữa những câu chuyện đời thực và những kiến thức khoa học từ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao, nghệ thuật cho đến những lĩnh vực phải dùng nhiều não, ví dụ như là tính toán, ghi nhớ hoặc là viết lách, thì mình thấy đây là một cuốn sách rất hay và rất đáng đọc. Phần tiếp theo đó là những lý do bạn nhất định phải đọc cuốn sách Pick How to Master Almost Anything càng sớm càng tốt. Thứ nhất là vì cuốn sách đã soi sáng và thay đổi quan điểm góc nhìn của mình về tài năng và thành công, về vai trò của giáo dục và sự tự rèn luyện ở bất cứ lĩnh vực gì. Lý do thứ hai đó là sự bóc tách về khái niệm deliberate practice, hay gọi là luyện tập có chủ đích. Cuốn sách giải thích rất rõ luyện tập có chủ đích là gì và những yếu tố nào tạo nên được một phương pháp luyện tập có chủ đích hiệu quả. Điều cuối cùng là lời khuyên, bài học và các bước thực hiện được đề cập đến trong cuốn sách này hoàn toàn có thể áp dụng được ở ngoài đời thực. Cuốn sách đưa ra những chi tiết và những lập luận rất chặt chẽ cũng như là cách áp dụng rõ ràng. Một số câu hỏi mà bạn có thể suy nghĩ ngay bây giờ trước khi đọc cuốn sách này cũng như là nhìn lại những câu hỏi này trong quá trình đọc cuốn sách đó là: thứ nhất, mình có tài năng đặc biệt hay thiên hướng ở bất cứ lĩnh vực nào không? Thứ hai, có lĩnh vực hay công việc gì mà mình luôn muốn tìm hiểu nhưng cảm thấy tự ti vì không có tài năng trời phú? Câu hỏi số 3, tài năng và may mắn đóng vai trò như thế nào trong con đường đến thành công của những người xuất chúng nhất? Thứ tư, những yếu tố nào làm nên phương pháp luyện tập có chủ đích hiệu quả nhất? Hiện tại bạn đã làm được những gì đúng hay chưa đúng với phương pháp luyện tập có chủ đích? Năm, làm thế nào để phát huy tối đa vai trò của giáo dục và việc rèn luyện của mỗi cá nhân trên con đường trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó? Và điều cuối cùng, làm thế nào để trở nên xuất chúng ở bất cứ lĩnh vực nào mình muốn, kể cả khi chúng ta không có tài năng thiên bẩm? Vì mình không muốn tóm tắt toàn bộ nội dung quyển sách này nên các bạn hãy chủ động tìm cuốn sách này và đọc đi để có được câu trả lời cho bản thân mình nhé. Quy tắc 10.000 giờ để thành công nổi tiếng từ cuốn sách Những kẻ xuất chúng, Outliers, của tác giả Malcolm Gladwell. Nhưng điểm quan trọng nhất trong quy tắc này đó chính là luyện tập có chủ đích. Và khái niệm luyện tập có chủ đích được phát triển bởi Carl Anders Ericsson. Và Anders Ericsson được gọi tên là The Expert on Expertise. Có thể hiểu ông là chuyên gia hay bậc thầy về việc trở thành một bậc thầy. Ông đã cùng với đồng nghiệp thực hiện rất nhiều nghiên cứu mang tính tiên phong về lĩnh vực Expert Performance, hay hiểu nôm na đó là sự thể hiện năng lực vượt trội ở tầm chuyên gia bậc thầy trên thế giới. Dù bạn đã đọc cuốn sách Những kẻ xuất chúng hay bạn chưa đọc giống như mình, thì bạn hoàn toàn có thể đọc cuốn sách Pick, bởi vì cuốn sách này đi sâu vào phân tích rõ hơn cách thực hiện bí mật đằng sau quy tắc 10.000 giờ. Có hai khái niệm rất hay mà mình học được bên cạnh deliberate practice đó là mental representations và purposeful practice. Ý nghĩa của những cụm từ này là gì thì các bạn hãy tự đọc cuốn sách để hiểu ra nhé. Bravo!
Hy vọng những chia sẻ của mình đã phần nào kích thích sự tò mò để mọi người gõ tên, tìm hiểu thêm về cuốn sách và đọc qua tóm tắt, bởi vì mình tin chắc rằng bạn sẽ học được rất nhiều từ quyển sách này. Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách này thì bạn có đồng ý với những ý kiến mình chia sẻ trong video này không? Để lại bình luận bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh của mình. Bye bye!